Hiền Hồ nói một đằng làm một nẻo, tuyên bố chấp nhận mọi chỉ trích nhưng vẫn cố tình né tránh. Động thái này của Hiền Hồ khiến dân tình vô cùng khó hiểu. Mặc dù đã hơn một tháng trôi qua, tuy nhiên cái tên Hiền Hồ và những ồn ào liên quan đến cô vẫn được nhiều người bàn tán. Cách đó ít ngày, Hiền Hồ đã đăng tải tâm thư xin lỗi, đồng thời tuyên bố chấp nhận mọi lời chỉ trích của khán giả và thừa nhận bản thân đã sai trong câu chuyện của mình. Dù tuyên bố rất hùng hồn là chấp nhận mọi lời chỉ trích, tuy nhiên tài khoản Instagram của Hiền Hồ vẫn giới hạn bình luận. Điều đó có nghĩa chỉ những người mà cô theo dõi mới có thể bình luận, còn khán giả muốn chỉ trích hay chỉ ra những lỗi sai của cô nàng là không thể. Vậy có phải Hiền Hồ đang nói một đằng làm một nẻo hay vẫn chưa thể chấp nhận những lời chỉ trích của khán giả nhắm vào mình? Trước đó, nhiều cư dân mạng cũng phát hiện rất nhiều những bình luận nhắm vào Hiền Hồ đều bị xóa bỏ ở bài đăng xin lỗi của cô nàng trên Facebook. Hành động được cho là của phía Hiền Hồ khi xóa bình luận không hay của khán giả vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng việc xóa bình luận là điều không nên, bởi trên thực tế Hiền Hồ đang chấp nhận đối diện với dư luận thì phải chịu những lời trách móc chứ không thể nghe lời hay ý đẹp. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng có thể việc những bình luận trách móc Hiền Hồ là do phía Facebook xóa bỏ nhằm bảo vệ người dùng trước sự tấn công của người khác. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của Hiền Hồ sau ồn ào anh họ nương tựa vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Có thể nói, Mongol đã trở thành chủ đề hot trong một tháng qua với cụm từ nghề khởi nghiệp khi Hiền Hồ và Mercedes AMG G63 gây sốt. Cụ thể, nguyên nhân khiến cho Mongol bỗng dưng hot là ca sĩ Hiền Hồ đi đánh golf có anh họ nương tựa. Nữ ca sĩ khoe ảnh xuất hiện ở sân golf với tần suất dài đặc trên mạng xã hội, trong khi nghề chính là ca hát bị chìm vào quên lãng. Golf là môn thể thao dành cho những người giàu với chi phí trung bình 4 lần ra sân một tháng tốn khoảng 20 triệu đồng. Đó chắc chắn là con số đắt đỏ khi so với các môn thể thao khác, trong đó có bóng đá, môn thể thao vua được yêu thích trên toàn thế giới. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, golf đắt đỏ nhưng thể hiện sự sang chảnh cho nhiều người, chưa kể chơi thể thao mang đến lợi ích lớn về sức khỏe. Như cách gọi của cư dân mạng thì golf trở thành môn thể thao khởi nghiệp cho nhiều người. Đây là lợi ích vô hình, giá trị không thể nào đong đếm hết. Ca sĩ Hiền Hồ là ví dụ. Hiền Hồ khoe Mercedes AMG G63 với giá hơn 13 tỷ, nhưng khán giả phát hiện Hiền Hồ thăng tiến về tiền bạc dù một thời gian dài không ra sản phẩm âm nhạc, còn thời điểm dịch bệnh thì ca sĩ không đi hát. Câu chuyện nói trên là lý do Hiền Hồ bị phản ứng rất lớn khi lộ ảnh thân mật với anh họ nương tựa ở sân golf. Nữ ca sĩ đã có tâm thư xin lỗi người hâm mộ và mong muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát. Liệu Hiền Hồ có cơ hội nào để khởi nghiệp trở lại? Cách đây không lâu, một đội bóng ở miền Tây đã đưa ra ý tưởng độc lạ về ngày hội bóng đá. Họ mời vài ca sĩ nổi tiếng về hát và màn trình diễn dàn siêu xe ngay trong sân bóng. Chỉ tiếc là quang cảnh khán đài trống hoác, không mấy người đến xem ca sĩ hát và dàn siêu xe. Có lẽ chưa đủ sức nặng để thu hút khán giả. Ý tưởng chưa thành công của đội bóng kể trên có thể xem là cơ hội để Hiền Hồ khởi nghiệp trở lại. Hiền Hồ đáp ứng được nhiều tiêu chí là xinh đẹp, nổi tiếng, hát hay và có siêu xe. Một kịch bản là Hiền Hồ được mời về miền Tây hát ở sân bóng, trình diễn siêu xe với chiếc Mercedes AMG G63. Nên nhớ, Hiền Hồ tái xuất chắc chắn là câu chuyện có sức nặng với người hâm mộ. Bóng đá không thể nói trước điều gì, sự khó khăn trong việc tạo dựng bản sắc thu hút khán giả đến sân của đội bóng miền Tây có thể xem là một dạng cơ hội mới để Hiền Hồ và Mercedes AMG G63 tái xuất. Hãy chờ xem, đội bóng miền Tây có mời Hiền Hồ và Mercedes AMG G63 đến biểu diễn.